AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, các bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về rùa và ba ba khác nhau như thế nào qua video sau đây nhé. Rùa và ba ba có 4 điểm khác nhau đặc trưng nhất là: chân ba ba thì có màng dạng mái chèo, còn chân rùa thì có dạng hình trụ. Mai rùa thường cứng hơn mai ba ba vì rùa sống chủ yếu trên cạn, cần một vỏ bọc chắc chắn để tự vệ. Ba ba dành hầu hết thời gian sống của cuộc đời ở dưới nước, còn loài rùa thì không. Rùa hoàn toàn có thể rút chân, đầu, đuôi vào mai để tự vệ hoặc ngủ, còn ba ba thì không thể làm thế. Tiếp đó, bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu thêm về loài rùa nhé. Về tập tính của loài rùa. Loài rùa rất trường thọ, nhất là rùa biển. Nếu ở môi trường thuận lợi, chúng có thể sống vài trăm năm. Rùa chịu đói rất giỏi do chúng bị trường kỳ thiếu thức ăn tạo thành, đi chậm chạp nên rùa kiếm mồi rất khó khăn. Do đó, khi thuận lợi chúng sẽ ăn nhiều để tạo nên nguồn năng lượng dự trữ dồi dào cung cấp cho cơ thể khi đói. Chúng nằm im thời gian dài, không cử động, khiến cho hoạt động chuyển hóa giảm thấp đến mức nhỏ nhất. Ngoài ra, nhiệt độ trong cơ thể chúng có sự biến hóa tùy theo thay đổi của nhiệt độ môi trường xung quanh, không cần tốn năng lượng để duy trì nhiệt độ ổn định. Do sự thay đổi của khí hậu và qua một quy trình hình thành, mai của rùa trở nên rắn chắc nhằm bảo vệ ngũ tạng và tránh được sự thủy phân. Chúng thường sống ở đáy sông, suối, đầm, hồ, ao, lặn giỏi, có thể bơi ở đáy nước hàng giờ nhờ vùng họng của rùa có nhiều mạch máu. Loài rùa có tính hung dữ như nhiều loài ăn thịt khác, nhưng lại nhút nhát. Rùa có thể thường chạy trốn khi nghe có tiếng động hay bóng người và súc vật qua lại. Khi đói có thể chúng ăn thịt lẫn nhau, có khi một con bị thương chảy máu thì các con khác xúm lại cắn xé một cách tàn bạo. Về đặc tính kiếm ăn của rùa. Ở môi trường tự nhiên, rùa ăn chủ yếu các động vật như động vật phù du, côn trùng, tôm tép, cua, cá. Còn khi nuôi, rùa thích ăn các con vật đã bắt đầu ương thối. Lúc ăn, rùa thường tranh cướp mồi, có khi ăn cả cám, bắp, khoai lang. Chúng ăn khỏe vào mùa hè, lượng thức ăn bằng 5-10% trọng lượng thân. Còn vào mùa đông, tháng 12 đến tháng 3 thời tiết lạnh rét thì lượng thức ăn chỉ bằng 3-5% trọng lượng của thân. Đặc biệt, rùa có khả năng chịu đói, không có hành vi tấn công kẻ thù. Lúc gặp địch hại, chúng chỉ trốn vào trong hang hay lặn xuống nước, chui vào bụi rậm, co rụt đầu lại. Về quá trình sinh trưởng của rùa. Rùa là động vật lớn chậm, quá trình sinh trưởng liên quan chặt đến điều kiện môi trường như thời tiết, nhiệt độ, chất lượng thức ăn. Khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C thì sức ăn của rùa giảm, rùa sinh trưởng chậm. Trong cùng điều kiện nuôi dưỡng thì con cái sẽ lớn nhanh hơn con đực. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu thêm về loài ba ba nhé. Về tập tính của ba ba. Họ ba ba, Trionychia, là một họ bò sát thuộc bộ rùa, Testun, gồm các loài gọi là ba ba hay rùa mai mềm. Ba ba là động vật sống hoang dã, dễ thích nghi với điều kiện môi trường. Chúng sống cả ở dưới nước và trên bờ. Ba ba thở bằng phổi là chính nên thỉnh thoảng phải nhô lên mặt nước để lấy không khí. Chúng có tập tính phơi nắng rất lâu nếu yên tĩnh. Khi quan sát thì thường chúng phơi cho đến khô căng da mới trở lại nước. Tập tính trên giúp chúng loại bỏ một số loài vi khuẩn, nấm sống ký sinh trên cơ thể. Được xếp vào loại vật nuôi hung dữ, chúng thường cắn nhau rất lâu và đau, có khi cả 5-10 phút mà không chịu nhả ra. Ngay cả người bắt không đúng cách sẽ bị cắn rất đau và có khi gãy xương ngón tay. Tuy nhiên, ba ba lại cực kỳ nhút nhát, thích nơi yên tĩnh. Khi gặp người xuất hiện đột ngột hay có tiếng động dù nhỏ thì ngay lập tức chúng trở lại đáy ao và vùi mình trong bùn, trong cát để lẩn trốn. Về đặc tính kiếm ăn của ba ba. Ba ba thuộc loài ăn thức ăn động vật. Ngay sau khi nở một vài giờ, ba ba đã biết tìm mồi ăn. Trong tự nhiên, thức ăn chính trong mấy ngày mới nở là động vật phù du, thủy trần, dung nước, trùng chỉ và dung đất loại nhỏ. Khi lớn, ba ba ăn cá, tép, cua, ốc, dung đất, trai, hến.
Trong điều kiện nuôi dưỡng, có thể cho Baba ăn thêm thịt của nhiều loại động vật rẻ tiền khác. Đồng thời có thể huấn luyện cho Baba biết ăn thức ăn chế biến, thức ăn công nghiệp ngay từ giai đoạn còn nhỏ. Về quá trình sinh trưởng của Baba. Baba là loài nuôi khá lâu lớn, thả giống tốt nhất là có kích thước từ 6 đến 10cm. Nuôi trong điều kiện quản lý tốt, sau 10 đến 12 tháng là cho thu hoạch với trọng lượng bình quân khoảng từ 1,5 đến 2,5 kg trên con. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.